Thưa quý vị, thời gian qua, Đà Nẵng từng bước hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa từ thành phố đến cơ sở, đặc biệt dành nguồn lực đáng kể để đầu tư tôn tạo, xây dựng các thiết chế văn hóa mới, qua đó khắc phục tình trạng đầu tư chênh lệch và đáp ứng nhu cầu thụ hưởng văn hóa của người dân thành phố. Với vốn đầu tư gần 800 tỷ đồng sau hơn một năm thi công, mới đây, vườn tượng APEC mở rộng đã được khánh thành để đi vào hoạt động. Với điểm nhấn là mái vòm mang chủ đề cánh diều bay cao, cùng không gian xanh, rộng rãi, thoáng đãng ngay bên bờ sông Hằng, công viên APEC này đã thu hút đông đảo người dân đến tham quan, vui chơi, giải trí. Có thể nói là Đà Nẵng ngày một phát triển và cứ hàng ngày là có cái mới. Đây là một công trình mới của thành phố Đà Nẵng. Chúng tôi thật là vinh dự và tự hào được đến đây nhân những cái ngày mới. Để bảo đảm tiến độ triển khai tu bổ, phục hồi và tôn tạo thành Điện Hải giai đoạn 2, vừa qua, thành phố khởi công cải tạo, nâng cấp cơ sở 42 Bạch Đằng làm bảo tàng Đà Nẵng với kinh phí hơn 320 tỷ đồng. Là điểm hẹn văn hóa được người dân và du khách dành nhiều sự quan tâm nên việc thi công đang được đẩy nhanh để dự án hoàn thành đúng thời gian quy định. Đây là công trình có cái mặt về mặt kiến trúc cũng như văn hóa rất quan trọng thành phố, nên ngay từ ban đầu đơn vị thi công chúng tôi thì đã huy động lực lượng về máy móc, trang thiết bị cũng như lực lượng nhân công và tốt nhất để cái công trình nó đạt được cái tính thẩm mỹ cũng như là cái kiến trúc. Ngoài hai công trình văn hóa nêu trên, thời gian gần đây Đà Nẵng cũng đã dành nguồn lực để đầu tư nhiều thiết chế văn hóa khác, đặc biệt là đã triển khai nhiều giải pháp để bảo vệ, tu bổ, phục hồi các di tích trên địa bàn. Đáng chú ý là Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Đà Nẵng phối hợp với Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế tổ chức khởi công dự án bảo tồn, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích Hải Vân Quan. Hay tại làng chài cổ Nam Ô, cụm di tích lịch sử cấp thành phố ở đây cũng đang được gấp rút tôn tạo, trùng tu. Riêng bản thân tôi cũng như toàn thể nhân dân rất là phấn khởi. Sau này thành hình rồi thì bản thân tôi cũng như toàn dân đây thì cố gắng gìn giữ cái những cái mà coi như nhà nước đã giúp đỡ tận tình trao cho chúng tôi để xây dựng những cái cụm di tích. Đây là một việc làm rất là có ý nghĩa lâu dài. Bên cạnh các công trình văn hóa thể thao trọng điểm, hiện nay Đà Nẵng cũng quan tâm quy hoạch không gian đô thị theo định hướng hình thành các quảng trường, khu bảo tàng sống làm điểm nhấn đô thị. Đầu tư xứng tầm cho văn hóa, Đà Nẵng đảm bảo phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu thụ hưởng văn hóa, vui chơi giải trí của người dân, cũng như hướng tới mục tiêu phát triển hài hòa, bền vững.